Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thưa Hội Thánh, sự kiện Chúa Phục Sinh đã thắp sáng sự hy vọng và niềm tin cho các môn đồ và cũng là niềm tự hào cho Cơ Đốc giáo của chúng ta. Các môn đồ đang ngã lòng vì có thầy của mình đã qua đời, nhưng mà Chúa Jesus sống lại đã tạo niềm tin cho họ và biết rằng đấng mà mình thờ phượng là đấng sống. Và Chúa Giêsu đã sống lại với họ suốt 40 ngày, Ngài đến với các môn đồ, Ngài giảng đạo cho họ, Ngài cắt nghĩa về vương quốc được Chúa Trời. Và sau 40 ngày thì Ngài lại về trời. Lại một sự hụt hẫng nữa, Chúa mới ở với mình 40 ngày, bây giờ Chúa đi rồi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, 10 ngày sau, một sự kiện quan trọng khác đã được diễn ra. Đó là sự kiện mà Thánh Linh của Chúa đã đổ xuống trên hội thánh. Và chúng ta gọi đó là lễ ngũ tuần. Mà ngày hôm nay chúng ta có mặt tại đây để kỷ niệm lễ ngũ tuần. Lễ ngũ tuần nó giống như một cái luồng gió mới đã đến trên hội thánh đầu tiên. Bởi vì đó là ngày mà không thể quên được của hội thánh. Ngày rất là đặc biệt, ngày mà hội thánh của Chúa được khai sanh. Lễ ngũ tuần là ngày mà hội thánh được bùng nổ một cách rất là đặc biệt. Ngài mà đánh dấu sự có mặt của hội thánh trên đất và ngài mà hội thánh công bố quyền lực của sự tối tăm phải bị thất bại. Cho nên sáng hôm nay chúng ta có mặt tại đây để dự lễ kỷ niệm lễ ngũ tuần và chúng ta một lần nữa nhắc nhở với nhau rằng đây là ngày quan trọng. Amen. Đây là ngày đặc biệt để chúng ta sẽ nhìn thấy vương quốc của Chúa được mở ra ở trên đất này. Hội thánh đầu tiên đã được bùng cháy. Họ đã đi ra đầy dẫy năng quyền với những dấu kỳ phép lạ cặp theo. Sự bùng nổ về phục âm và sự tăng trưởng của hội thánh một cách đột biến từ 120 người cho đến 3.000 người, rồi 5.000 người và hơn thế nữa. Và hội thánh của Chúa đã không dừng lại tại Jerusalem mà đã đến Jude, Samari và cho đến cùng trái đất. Cảm ơn Chúa đã cho hội thánh chúng ta có 10 ngày kiên ăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Thật là phước hạnh, ai nấy đều cảm nhận được sự thăm viếng của Chúa, ai nấy đều cảm thấy mình được tươi mới trở lại. Có người nói với tôi rằng ở bên ngoài thì lấy siêu siêu, nhưng bên trong người rất là mạnh mẽ, đầy dẫy Thánh Linh. Trước 10 ngày thì cầu nguyện có vẻ đi lòng vòng, nhưng mà sau 10 ngày tự nhiên mình đến gần với Chúa rất là dễ dàng, rất là dễ để nghe tiếng Chúa, rất là dễ để thấy được những cái sự mặc khải của Chúa cho mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa. Và mong mỏi của mọi người là cái ngày lễ ngũ tuần là ngày mà Chúa sẽ tái đổ đầy Thánh Linh của Chúa ở trên đời sống của chúng ta. Quả thật như vậy quý vị, sự tuôn đổ của Thánh Linh là một điều hết sức là diệu kỳ. Nó có thể nói là một ấn chứng cho đời sống Cơ Đốc nhân của chúng ta. Từ yếu đuối sẽ trở nên mạnh mẽ, từ nhút nhát sẽ trở nên dạng dĩ giống như Phi-rơ, một con người chối Chúa, một con người đã phản bội Chúa 3 lần như vậy. Nhưng mà khi Thánh Linh tuôn đổ xuống thì một Phi-rơ hoàn toàn khác hẳn. Một con người mạnh dạn để làm chứng nhân cho Chúa. Một bài giảng của ông, 3.000 người tin Chúa. Và nhiều các môn đồ khác cũng giống như vậy. Phải quý vị, cái ngày mà Thánh Linh tuôn đổ nó đem đến một cái sự biến đổi, một cách đột phá cho đời sống Cơ Đốc nhân chúng ta. Và luôn cả những chức vụ cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán, tẻ nhạt thì cũng sẽ thấy rằng từ đó về sau mình kết quả cho Chúa. Thưa quý vị, Chúa Giêsu Ngài cũng đã có một chức vụ đầy năng quyền giống như vậy. Chỉ có 3 năm rưỡi thôi, nhưng mà ảnh hưởng của Chúa Giêsu vẫn còn đến ngày hôm nay. Cả thế giới, nếu chúng ta search lên Google, đánh chữ người ảnh hưởng nhất thế giới là ai, chúng ta sẽ biết. Chúa chỉ có giảng đạo 3 năm rưỡi thôi, nhưng mà đã đem đến một ảnh hưởng rất to lớn. Không phải một năm, mà hơn 2.000 năm ảnh hưởng đó vẫn còn. Sự giảng dạy của Ngài đầy năng quyền, đến nỗi có nhiều thầy thông giáo và những người Pharisee và phải thốt lên rằng người này là ai? Người này là ai mà quỷ cũng phải nghe? Người này là ai mà đến nỗi gió bão cũng phải yên lặng? Người này là ai mà giảng đầy năng quyền đến nỗi giáo sư Nicodem cũng phải đến để nghe Ngài dạy? Do đâu? Người này có quyền phép ở đâu? Người này chỉ là con trai người thợ mộc.
Nhưng mà tại sao lại đầy dẫy năng quyền như vậy? Sáng hôm nay tôi muốn cùng quý vị hãy cùng tìm xem do đâu mà Chúa Giêsu đã để lại một ảnh hưởng to lớn như vậy. Sức ảnh hưởng của Ngài ngay cả đế quốc La Mã và nhiều đế quốc khác tìm cách để khiến cho người ta không tin, không tiếp nhận, nhưng cuối cùng cũng phải tiếp nhận, đó là Cơ Đốc giáo. Ở đâu? Do đâu? Xin quý vị cùng mở với tôi ở trong lời của Chúa ở Sai đoạn 61 câu 1 đến câu thứ 3. Ê-sai đoạn 61 câu 1 đến câu thứ 3. Xin quý vị cùng đọc theo với tôi đoạn kinh thánh này. Chúng ta khởi sự. Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai ta đến để rịch lành những tấm lòng tan vỡ. Là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài. Xin cảm ơn quý vị. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà chị em trong buổi sáng này đó là thần của Chúa ngự trên ta. Đây là lời tiên tri đã được báo trước cách 700 năm trước khi Chúa Giê-su sanh ra. Và Chúa Giê-su đã được sanh ra và sau đó Ngài đã xuất hiện khi bước vào trong nhà hội. Và Ngài mở Kinh Thánh ra và Ngài đọc một cách dõng dạc. Ở trong Luca đoạn 4 câu 18 câu 19 chép như thế này: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lò được sáng mắt, người bị áp bức được tự do và công bố năm thi ân của Chúa. Lời này đã được mô tả về Đấng Mêsi, người được sức dầu để thực hiện sứ mạng mà Đức Chúa Cha đã trao phó. Và Chúa Giêsu Ngài đã đến nhà hội và Ngài mở lời này ra và Ngài xác nhận đây là lời mà Thiên Chúa đã báo. Và sau khi đọc xong thì Ngài úp Kinh Thánh lại và nói rằng hôm nay lời này được ứng nghiệm. Quý vị, khi chúng ta bước vào trong lễ ngũ tuần, tất cả chúng ta đều ao ước rằng Chúa sẽ tái đổ đầy trên chúng ta. Phải không quý vị? Ai chúng ta đã ao ước điều này xin giơ tay lên ạ. Dạ. Tất cả chúng ta đều mong mỏi rằng bởi vì sao? Sự tuôn đổ của Thánh Linh làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Sự tuôn đổ của Thánh Linh làm cho chúng ta không còn ngồi một chỗ nữa. Và cảm ơn Chúa như vậy, đúng như vậy. Khi hội thánh của chúng ta được sự thăm viếng của Thánh Linh thì chúng ta không còn giữ cái chiếc ghế của mình nữa. Những người đầy dẫy Thánh Linh thờ phượng Chúa sẽ là người vỗ tay. Quý vị amen tôi không ạ? Họ sẽ không cảm thấy đứng yên nữa mà họ sẽ nhích qua nhích lại. Và nhiều khi họ đưa tay lên, họ thờ phượng Chúa. Khi mà chúng ta đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta đưa tay mà chúng ta không sợ người kế bên sẽ ngó gì về mình hết. Và đó là lý do mà chúng ta ao ước rằng Chúa ơi sẽ đổ đầy trên con. Sự thờ phượng của những hội thánh đầy dẫy Thánh Linh nó khác hoàn toàn với những hội thánh không đầy dẫy Thánh Linh. Tôi muốn nghe chữ amen à. Chúng ta sẽ nghe những tiếng hét amen, hallelujah. Đó là hội thánh của sự đầy dẫy Thánh Linh. Mà khi chúng ta không đầy dẫy Linh thì chúng ta sẽ rất là sợ. Sợ cái gì? Sợ mất cái ghế. Chúng ta sẽ không dám ra khỏi cái hàng ghế của mình. Khi mà chúng ta không đầy dẫy Linh thì chúng ta sẽ sợ. Sợ cái gì? Khi mà chúng ta đưa tay không biết người ta nói gì mình. Phải không quý vị? Nhưng mà khi chúng ta đầy dẫy Linh rồi, chúng ta không còn phải sợ nữa. Không sợ mất cái ghế, cũng không có sợ là người ta nói gì mình. Bởi vì Chúa đang ở đây và con chỉ thờ phượng Ngài. Amen. Ai là người đó xin cho ta đây là. Dạ, nếu quý vị là người đó xin hãy đứng lên và chúng ta cùng vỗ tay ngợi khen Chúa 5 giây. Lớn lên quý vị. Hãy cùng tôi nói hallelujah. Hallelujah. Amen. 5 giây nữa quý vị. Hallelujah. Dạ, xin cảm ơn quý vị mà chúng ta đồng an toàn. Phải, đó là hội thánh sự đầy dẫy Thánh Linh. Khi mà Thánh Linh thăm viếng, người ta sẽ không nhút nhát. Khi mà Thánh Linh thăm viếng, người ta không sợ hãi. Nhưng mà thưa hội thánh, khi thần của Chúa đổ trên Chúa Giêsu, khi sự sức dầu ở trên Chúa Giêsu, không phải để chúng ta chỉ vỗ tay, không phải để chúng ta chỉ nhảy múa,
Không phải để chúng ta chỉ lắc lư khi thờ phượng, nhưng mà hãy xem sự sức dầu ở trên Chúa Giêsu để làm gì. Lời của Chúa ở trong Luca đoạn 4 câu 18: Thánh Linh Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để làm gì quý vị? Giảng tin lành cho người nghèo. Xin quý vị nói theo tôi: giảng tin lành người nghèo. Một lần nữa: giảng tin lành cho người nghèo. Thần của Chúa ngự trên chúng ta, chúng ta được báp têm trong Thánh Linh, chúng ta nói tiếng mới, đó là khởi đầu của sự báp têm trong Thánh Linh. Nhưng mà không phải dừng ở tại đó, kèm theo đó là một cái sứ mạng, đó là giảng tin lành. Sự sức dầu của Thánh Linh tuôn đổ trên Chúa Giêsu, và Ngài đã xác định rõ ràng sự sức dầu Ngài để Chúa đi ra giảng tin lành. Và chúng ta thấy giảng tin lành đó là việc ưu tiên hàng đầu của chức vụ Chúa Giêsu khi Ngài đến thế gian này. Có 3 năm rưỡi thôi, vỏn vẹn 3 năm rưỡi thôi, nhưng mà Chúa Giêsu đã tập trung tất cả mọi thời gian có của mình để giảng tin lành. Chúng ta mở trong Mác đoạn 1 câu 38 chúng ta sẽ nghe điều này. Lời Chúa nói gì ạ? Nhưng Ngài phán với họ: chúng ta hãy đi nơi khác vào những làng quanh đây để ta còn giảng dạy ở đó nữa, vì đây chính là lý do mà ta được sai đến. Chúng ta thấy không? Đây là lý do mà ta được sai đến. Chúa Giêsu không bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Ngài giảng cho 5.000 người, nhưng mà Ngài cũng giảng cho một người, dù đó là một người phụ nữ, là người Samari, người mà người Do Thái không có chấp nhận, nhưng mà Chúa vẫn giảng. Ngài vẫn chia sẻ phúc âm cho người phụ nữ đó. Đến nỗi các môn đồ khi gặp Chúa nói: Thầy ơi, sao Thầy làm như vậy? Chú vị, giảng tin lành nó sẽ vượt qua những ranh giới của con người. Tôi muốn nghe chữ amen ạ. Vượt qua những ranh giới của xã hội, những rào cản của ngôn ngữ. Giảng tin lành không có ngừng lại ở tại một chỗ, nhưng mà giảng tin lành sẽ vượt qua tất cả mọi giới hạn đó. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó khi Ngài giảng tin lành. Và họ nói rằng: Chúa ơi, chưa rồi, Ngài chưa ăn gì hết. Chúa Giêsu đã nói gì với họ quý vị? Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của cha ta. Thức ăn của ta tức là làm theo lời của cha ta. Mục đích mà ta được sai đến đây là để giảng tin lành. 3 năm rưỡi, Ngài đã tập trung tất cả mọi thời gian, sức lực của mình để bước vào trong việc giảng tin lành. Vì sự sức dầu của Chúa đến để giảng tin lành. Sứ đồ Phao-lô cũng vậy. Khi ông được cứu, ông được kêu gọi, thì ông cũng nói rằng: việc rao giảng tin lành đó là cớ tự hào cho tôi, vì tôi biết rằng buộc phải làm như vậy. Nhưng nếu tôi không rao giảng tin lành thì thật khó cho tôi. Không giảng không được, không nói không được. Tôi thách thức cái lời làm chứng của cô Thủy hôm qua. Đúng là một người đầy dẫy tin lành. Làm chứng dù người ta không tin cũng làm chứng. Nói người ta không nghe vẫn nói. Tôi muốn nghe chữ amen à. Quý vị, không phải là người ta nghe mình mới nói, nhưng mà tôi thích cái lời đó. Đúng, khi mà cô làm chứng tôi nói đúng, đây là người đầy dạy thánh linh. Ở trong máu huyết của cô muốn giảng tin lành. Quý vị, ADN của hội thánh mơ ước chúng ta là gì ạ? Là thờ phượng, đúng không ạ? Hội thánh mạnh mẽ trong sự thờ phượng. Nhưng mà không phải chỉ có một cái điều đó thôi. Điều mà Chúa muốn đặt để hội thánh của Chúa trên đất này, đó là gì? Là thờ phượng, là giảng tin lành. Và tôi mong rằng giảng tin lành nó cũng là một cái gì đó rất là bình thường. Nó là một cái gì ở trong máu, trong huyết của mỗi chúng ta. Sứ đồ Phao-lô nói rằng phần thưởng của người giảng tin lành là gì? Là được giảng tin lành. Tôi hiểu được điều này khi tôi hầu việc Chúa từng vừa qua ở tại miền Tây Nguyên, ở tại Tây Nguyên. Khi mục sư Cao Philip mời tôi đi giảng ở nơi này qua nơi kia, và ông nói là mục sư ở lại thêm một ngày nữa. Tôi nói không, tuần sau thầy trở lại, bởi vì thầy từng ngày thầy phải giảng cho thứ bảy và nguyên ngày chủ nhật nữa. Tuần sau thầy sẽ có mặt. Tôi cảm thấy rất là hãnh diện, tôi cảm thấy rất là vui, rất là tự hào vì được giảng tin lành. Và tôi mong rằng điều này cũng ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Khi một người đầy dạy thánh linh, người đó sẽ ao ước mình sẽ là chứng nhân cho Chúa. Và hội thánh đầu tiên cũng vậy. Khi họ được đổ đầy thánh linh, chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra? Họ được báp têm trong thánh linh. Họ khởi sự nói tiếng mới. Đó là cái dấu hiệu đầu tiên của chúng ta khi được báp têm thánh linh. Tiếng mới đó là món quà mà Chúa ban cho. Nhưng mà không có dừng ở tại đó, thưa hội thánh.
cái sứ mạng vẫn kèm theo. Ở công vụ đoạn 1 câu 8 nói gì ạ? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy. Xin nói lớn à, nhận lấy. Chưa lớn. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Hội Thánh Ngũ Tuần và nhiều người thích cái chỗ đó rồi. Đúng không ạ? Nhận lấy quyền phép làm gì ạ? Để làm chứng cho ta. Phải không quý vị? Chúng ta nhận lấy sự sức dầu, sự tuôn đổ Thánh Linh là để làm chứng nhân cho Chúa. Xin hãy nói theo tôi à, làm chứng nhân cho Chúa. Nhiều hội thánh ngày hôm nay chúng ta đã đánh mất cái phần sứ mạng này. Chúng ta chỉ giữ lễ, chúng ta giữ cái buổi nhóm thờ phượng. Thưa quý vị, đó không phải là sứ mạng của hội thánh. Sứ mạng hội thánh không phải là chỉ đi nhóm ngày chủ nhật thôi, mà chúng ta phải đi ra để làm chứng cho Chúa. Và hội thánh đầu tiên, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngay cả khi bị bắt bớ, họ vẫn nhóm lại, vẫn cầu nguyện, vẫn thờ phượng Chúa. Và Kinh Thánh nói khi họ nhóm lại, nơi nhóm lại rung động, ai nấy đầy dậy Thánh Linh. Chúng ta để ý rằng đầy dậy Thánh Linh, và kèm sau đó là gì? Họ đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Nhiều hội thánh ngày hôm nay ở trong chúng ta đã bỏ mất điều này. Nhiều tín hữu ngày hôm nay đi nhóm lại chỉ muốn nghe sứ điệp của Chúa, nghe bài giảng xong rồi đi về, nhưng mà quên rằng chúng ta được trao một cái trách nhiệm, một cái sứ mạng rất là quan trọng, đó là làm chứng nhân cho Chúa. Thưa quý vị, hội thánh đầy dậy Thánh Linh là sẽ không có những người ngủ gục ở trong hội thánh. Tôi muốn thấy những cánh tay của những người ngủ gục đưa lên à. Ừ, bị gai rồi. Dạ, yeah, chúng ta cảm ơn Chúa vì hội thánh này không có ai đưa tay lên hết. Hãy cùng vỗ tay rồi khen Chúa quý vị. Có người hỏi tôi tại sao mục sư giảng to quá vậy? Dạ, yeah, một trong những điều mà tôi giảng to là bởi vì Kinh Thánh nói rằng hãy giảng như rau lời sấm truyền. Và một trong lý do nữa đó là tôi không muốn hội thánh mình có người ngủ gục. Nên quý vị thông cảm tha lỗi cho tôi nếu tôi nói to. Vậy tôi muốn giữ quý vị ở trong lời của Chúa. Bởi vì nếu tôi nói nhỏ như con mèo nó kêu qua beo thì chắc quý vị sẽ ngủ. Nhưng tôi muốn giảng giống như con sư tử nó gầm thét. Mặc dù tôi rất là mệt, một ngày chủ nhật phải giảng ba lễ, nhưng mà đứng lên ở chỗ này tôi vẫn muốn giảng lớn. Ai muốn nghe to xin đưa tay lên. Dạ, rất là vui mừng vì tôi có một thánh rất là đầy tuyệt vời. Dạ, dạ thưa hồ thánh, nếu không đầy dậy lên tôi sẽ nói nhỏ. Nếu không đầy dậy lên tôi sẽ nói như con mèo. Nhưng mà khi đầy dậy lên tôi không chịu nói nhỏ. Tôi cảm nhận điều đó ở trong linh của mình. Khi đầy dậy Thánh Linh tôi muốn nói thật to, bởi vì đây là lời Đức Chúa Trời. Hội thánh đầy dậy Thánh Linh sẽ không có người ngồi ở trong ghế nhà thờ và giữ ghế cho nhà thờ. Quý vị, ghế này không cần giữ đâu. Hội thánh này là hội thánh phải đi ra để làm chứng nhân cho Chúa. Hội thánh đầy dậy Thánh Linh là hội thánh sẽ đặt sự ưu tiên hàng đầu cho việc giảng tin lành. Tất cả một mục vụ của chúng ta sẽ tập chú cho việc giảng tin lành. Tôi mong điều này, sứ điệp này buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ cho tất cả mọi chúng ta. Nếu chúng ta khao khát sự sức dầu thì hãy nhớ bên cạnh sự sức dầu đó là sứ mạng để đi ra làm chứng nhân cho Ngài. Một hội thánh đầy dậy Thánh Linh là tài chánh cũng sẽ ưu tiên cho công tác truyền giáo. Lời cầu nguyện của chúng ta là cho truyền giáo. Bởi vì đó là lý do hội thánh có mặt ở trên đất này. Nên nguyện lời Chúa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị để chúng ta sẽ hiểu được tại sao chúng ta cần sức dầu. Nếu ai trong quý vị ao ước được sức dầu buổi sáng hôm nay thì hãy nhớ chúng ta có một sứ mạng mà Chúa trao cho chúng ta. Và hội thánh Chúa cần phải thực hiện sứ mạng này. Chúa Giêsu khi nhận được báp têm Thánh Linh, khi mà nhận được đổ đầy Thánh Linh thì Chúa Giêsu đã đi ra và giảng đạo. Và hội thánh đầu tiên đã đi theo cái khuôn mẫu đó. Sứ đồ Phi-rơ ông đã đi từ nơi này đến nơi khác. Thậm chí ông vượt qua khỏi các ranh giới để đến nhà của cọt này là người ngoại bang. Khi mà Thánh Linh của Chúa đổ đầy, tự nhiên là chúng ta không thể không nói về Chúa. Quý vị amen đúng không ạ? Khi mà chúng ta đầy dẫy sự sức dầu thì tự nhiên miệng chúng ta sẽ nói, không phải là nói về những việc chính trị, không phải nói về việc là vàng lên vàng xuống, không phải nói là đô lên đô xuống, mà chúng ta sẽ nói về Chúa Giêsu. Và Phi-rơ cũng đã đi khắp nơi để giảng tin lành. Ông đến nhà cọt này, ông giảng lời của Chúa. Và cảm ơn Chúa, gia đình cọt này đã trở lại với Chúa. Và sau đó hội thánh bắt bớ, dầu là bị bắt bớ rất là nhiều. Sứ đồ Phi-rô bị nghiêm cấm không cho giảng tin lành.
Nhưng mà ông nói gì quý vị? Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Tôi ao ước rằng Hội Thánh Chúa cũng sẽ nói giống như đầy tớ Chúa. Thà vâng lời Chúa hơn là vâng lời người ta. Bởi vì đây là sứ mạng. Đây là sứ mạng của tôi và quý vị. Khi chúng ta được cứu, khi chúng ta được đổ đầy Thánh Linh, chúng ta phải là người nói về danh của Chúa. Ai đã từng vào đồn công an rồi? Xin cho tên nào. Tôi từng vào đồn công an và từng bị bắt vì giảng đạo. Tôi rất là sợ. Tôi rất là sợ khi đối diện với chính quyền, khi mình bị mời. Mà tôi nhớ có một lần đó khi tôi được mời lên, tôi bị giữ ở trong cái đồn công an. Và cái người cán bộ đó nói tôi rằng: Lâm, tôi sẽ thả anh ra ngay lập tức nếu anh ký cam kết không giảng đạo nữa. Tôi nhìn người cán bộ đó, tôi nói: Dạ xin lỗi, anh có thể bắt tôi chứ tôi không thể nào ngừng giảng đạo. Anh nhìn tôi nói: Sao anh điên quá vậy? Tôi trả lời câu đó mà tôi không nghĩ rằng mình có thể trả lời câu đó quý vị. Tôi rất là sợ. Nhưng mà khi đầy dậy Thánh Linh thì cái sự sợ hãi nó không còn nữa. Mặc dù cái lời hứa của họ nói cho tôi là: Anh ngưng giảng đạo tôi sẽ cho anh ra. Tôi nói: Không, anh có thể bắt tôi, có thể giam tôi, tùy theo anh. Nhưng mà giảng đạo đó là trách nhiệm của tôi. Tôi ao ước rằng điều này cũng sẽ ở trong lòng của tất cả quý vị. Giảng đạo đó là sứ mạng của chúng ta. Đó là sự kêu gọi mà Chúa dành cho chúng ta. Và không những Phi-rơ thôi, chúng ta thấy dầu bị bắt bớ nhưng mà sứ đồ Phi-rơ vẫn đi ra để giảng đạo. Rồi sau đó không những là sứ đồ thôi mà tới là môn đồ của Chúa, các chấp sự. Là ai à? Là Ê-tiên. Ông bị giảng đạo đến nỗi ông bị người ta ném đá. Ông bị tử vì đạo. Nhưng mà điều đó nó không có ngưng cái việc giảng đạo của hội thánh đầu tiên. Chấp sự Philip lại tiếp tục được dấy lên. Những chấp sự này được kêu gọi làm gì quý vị? Khi mà hội thánh đầu tiên thiếu người, họ chỉ là người dọn bàn tiệc thôi. Kinh thánh nói họ dọn bàn tiệc, họ cấp phát lương thực cho những người quá bùa. Nhưng mà khi họ đầy dậy Thánh Linh thì không có phân biệt giảng đạo dành cho mục sư, mà ngay cả môn đồ cũng giảng đạo. Tôi muốn nghe chữ amen à. Không phải đó là trách nhiệm của cá nhân tôi, nhưng mà khi chúng ta được đổ đầy Thánh Linh, chúng ta sẽ có trách nhiệm để giảng tin lành cho Chúa. Philip cũng đã đi từ thành này qua thành khác, và Kinh Thánh cho chúng ta biết ông đã đến thành Samari. Và Kinh Thánh nói gì ạ? Tại Samari, người ta đã nghe Philip giảng đạo và những dấu kỳ phép lạ đã được kèm theo. Philip đi xuống thành Samari rao giảng Đấng Christ cho dân chúng ở đó. Đoàn dân nghe ông giảng và thấy các dấu lạ ông làm thì đồng lòng chăm chú nghe ông. Quý vị theo ạ. Samari đã trở nên vui mừng tiếp đón đạo của Chúa, và cả thành đã nhìn thấy ơn của Chúa ở tại đó qua một chấp sự tên là Philip. Khi tôi soạn bài giảng này, khi tôi được Chúa nhắc nhở điều này, tôi nói: Quý vị hãy cầu nguyện đến một ngày không phải có mục sư Lâm đứng ở đây, nhưng mà sẽ có mục sư Hoàng Di đứng ở đây, mục sư Khánh Linh đứng ở đây, mục sư Minh Chánh đứng ở đây. Tôi mong rằng đây là lời tiên tri mà tôi nói cho những bạn trẻ. Và không những họ đứng ở đây mà họ sẽ đi khắp nơi để giảng đạo. Và không những mục sư đó thôi mà nhiều môn đồ có mặt ở tại đây. Chúng ta đi ra để đem sự chữa lành, sự giải cứu và đem vui mừng đến cho mọi nơi. Amen. Hội thánh đầu tiên là như vậy đó quý vị. Tinh thần sốt sắng giảng đạo. Bởi vì sao? Họ được đổ đầy Thánh Linh của Chúa. Họ được sức dầu để đi ra để giảng đạo. Và mong rằng cái sứ mạng này sẽ không đánh mất trong hội thánh. Bởi vì tôi nhìn thấy có nhiều hội thánh ngày hôm nay, chúng ta giữ cái buổi nhóm tàu phượng rất là tốt, nhưng mà có bao nhiêu người được cứu trong hội thánh? Bao nhiêu người được nghe tin lành qua chúng ta? Rồi khi chúng ta nghĩ đó là trách nhiệm của mục sư, của chấp sự, nhưng quý vị ơi, việc giảng tin lành đó không phải là của một ai đâu, mà của tất cả mọi người trong chúng ta. Ai trong quý vị muốn được sự sức dầu cho ta lên ạ? Tất cả quý vị không ạ? Chúng ta nên nhớ rằng nếu chúng ta sử dụng đúng cái dầu mà Chúa cho thì dầu sẽ được gia tăng. Dầu sẽ được gia tăng. Khi mà sứ đồ Phi-rơ ông đến giảng cho gia đình cọt này thì Kinh Thánh nói gì ạ?
Đang khi ông giảng, Thánh Linh của Chúa thăm viếng cả gia đình và ai nấy được báp têm trong Thánh Linh. Quý vị, nhiều người chúng ta cũng muốn giữ sức dầu, Chúa không có muốn đâu. Chúa muốn chúng ta gia tăng sự sức dầu. Làm sao để gia tăng? Khi mà chúng ta đi ra làm chứng với Chúa thì dầu của Chúa sẽ càng thêm nữa cho chúng ta. Tôi càng giảng, tôi càng thấy sự sức dầu tuôn đổ trên đời sống của mình. Nên tôi khích lệ tất cả quý vị, dầu của Chúa phải được sử dụng đúng. Không phải để chúng ta chỉ vỗ tay, không phải để chúng ta chỉ có bắp, chỉ nói tiếng mới, không phải để chúng ta chỉ nhảy múa thôi, mà lại để đi ra để giảng đạo cho Chúa. Và mong rằng hội thánh mơ ước của chúng ta và những người nghe lời của Chúa ban sáng hôm nay, hãy nhớ dầu của Chúa đổ trên chúng ta là để giảng tin lành. Điểm thứ hai mà chúng ta được học ở tại đây đó là gì? Ngài đã sai ta để rịch lành những tấm lòng tan vỡ. Bên cạnh của việc giảng tin lành đó là chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Thưa hội thánh, tôi mới vừa đi giảng trong tuần rồi. Tôi thường hay đến khách sạn này và tôi biết cái khách sạn này, cái gia đình này, họ là một trong gia đình giàu có bậc nhất ở tại đó. Có một chuỗi khách sạn, có nhà hàng và có xe hơi để cho thuê. Nhưng mà khi tôi đến đó thì mục sư ở đó nói tôi rằng: thầy cầu nguyện cho cô chủ, buồn lắm. Tôi nói: buồn gì vậy? Thì cái người mục sư đó nói tôi rằng: chồng của cổ đi theo trai. Tôi nói: em nói cái gì thầy không nghe, không hiểu. Cái gì nó sai sai đây vậy? Dạ, chồng của cổ đi theo trai. Tôi nói: cái gì? Thường chúng ta nói chồng theo gái. Ông mục sư nói là chồng cổ theo trai. Tôi nghe tôi rất là bần thần quý vị. Ủa, có hai đứa con gái rất là xinh xắn, khách sạn rất là to, có những cửa hàng khác nữa, hai ba cửa hàng mà tôi được giới thiệu, xe thì cho thuê, mà chồng theo trai. Quý vị, Chúa nói rằng Ngài sức dầu cho chúng ta để giảng tin lành cho những người nghèo. Không phải chỉ nghèo thuộc thể đâu, mà ngay cả nghèo về tâm linh nữa. Thấy bề thế vậy đó, thấy giàu có vậy đó, nhưng mà bên trong thì rất là nghèo. Tôi rất tiếc bởi vì tôi chỉ ở có một đêm và tôi ước ao rằng mình có cơ hội trở lại để làm chứng về Chúa cho cô chủ. Thật là buồn. Nhiều người rất là giàu có bên ngoài nhưng mà nghèo về tâm linh, quý vị. Cho nên hội thánh ơi, hãy mạnh dạn để nói về Chúa cho họ. Họ cần có Chúa của chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có Chúa, chúng ta có thiên đàng. Amen không quý vị? Chúng ta không phải lo ăn gì, uống gì, mặc gì, bởi vì chúng ta biết rằng Cha đã sắm sẵn cho chúng ta mọi điều đó. Chúng ta không phải suy nghĩ đến tương lai, bởi vì chúng ta biết rằng tương lai của chúng ta ở trong tay của Chúa. Chúng ta không cần phải đi mua bùa bình an, bởi vì bình an có ở trong danh Chúa Giêsu. Chúng ta không phải đi đến thầy bói, chúng ta không phải đi đến những người xem tử vi để biết tương lai của mình, bởi vì chúng ta biết rằng tay của Chúa nắm giữ tương lai của chúng ta. Chúng ta được phước và chúng ta hãy mạnh dạn nói về phước của Chúa cho những người đó, quý vị. Họ giàu có nhưng họ rất là sợ hãi. Họ giàu có nhưng họ rất là bất an. Họ giàu có nhưng mà gia đình họ không hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có Chúa và chúng ta có bình an. Và hơn thế nữa, Chúa muốn chúng ta giảng tin lành với quyền năng của Chúa. Sự sức dầu của Chúa đổ trên chúng ta để giảng tin lành. Nhưng quý vị ơi, không phải chỉ là lời nói, nhưng mà là phép lạ, sự chữa lành. Và Chúa Giêsu Ngài được sai đến để rịch lành những tấm lòng tan vỡ. Ở trong công vụ đoạn 10 câu 38, bác sĩ Luca đã xác nhận điều này. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Giêsu người Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền năng, rồi Ngài đi khắp nơi làm việc nhân đức và chữa lành tất cả những người bị ma quỷ áp chế vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Chúa Giêsu đi từ nơi này đến nơi khác, giảng tin lành và chữa lành. Xin quý vị nói theo: chữa lành. Một lần nữa: chữa lành. Và kèm theo với việc giảng tin lành là chữa lành, rịch lành những tấm lòng tan vỡ về tâm linh, luôn cả về thể xác. Quý vị,
Chúng ta không phải giảng bằng lời nói, nhưng chúng ta giảng bằng quyền phép của Đức Thánh Linh, với sự chữa lành kèm theo. Tôi nhớ nhiều năm trước, khi tôi ra Hải Phòng, cái người Hải Phòng họ nói chữ L, nó là N. Và họ không nói chữ chỉ L, họ gọi mục sư Năm, mục sư Năm. Lúc mà nói trong điện thoại tôi nói, em tìm ai? Dạ em tìm mục sư Năm. Tôi nói ở đây không có mục sư Năm, có mục sư Lâm mà, em có muốn không? Dạ không, đúng rồi, em cần gặp mục sư Năm. Không, mục sư Lâm. Họ không nói được cái chữ L. Và hai vợ chồng này rất là sốt sắng quý vị, rất là dễ thương. Anh nói tôi rằng, mục sư biết không, hai vợ chồng em á, là mỗi cái lúc mà năm nào đi chùa Hương á, là vợ chồng em á, lúc nào cũng là có một cái mâm để đi đem theo á, mà từ một cây vàng cho đến hai cây vàng. Đi chùa Hương, đi đình Hùng, ở đâu tụi em cũng cúng, ở đâu tụi em cũng dâng cho ở đó đó. Nhưng mục sư biết không, nếu mà chú không tới kịp á, là hai vợ chồng em chia tay rồi. Họ còn rất là trẻ. Nhưng mà cảm ơn Chúa mục sư Năm, tụi em chuẩn bị là đem giấy ra tòa rồi đó. Nhưng mà ngày đó là ngày mà đầy tớ Chúa đã đến và chia sẻ phúc âm cho tụi em. Và hai vợ chồng em đã quỳ gối tin Chúa, và hai đứa em nắm tay lại, và Chúa đã chữa lành cho hôn nhân của tụi em. Yeah. Quý vị, quyền năng của phúc âm là chỗ đó. Và đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Phải quý vị, ở trong phúc âm của Chúa Giê-xu có quyền năng của sự chữa lành. Có những bệnh tật mà bác sĩ chê, nhưng mà ở trong danh của Chúa Giê-xu Ngài đấng chữa lành. Có những mối quan hệ mà dường như đã bị gãy đổ, nhưng mà khi chúng ta nhờ đến danh của Chúa Giê-xu thì Chúa là đấng sẽ hàn gắn lại mối quan hệ đó. Có những con người bị tổn thương, bị chà đạp, bị phản bội, bị khước từ, nhưng mà họ đến với Chúa, họ được chữa lành từ tâm linh cho đến thuộc thể. Ai trong quý vị là người đó, xin giơ tay lên ạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Chúa quý vị. Điều mà con người không làm được, Chúa làm thay cho chúng ta ở trong phúc âm của Chúa Giê-xu. Cho nên tôi mong rằng lời này buổi sáng hôm nay thách thức tất cả quý vị. Hãy dạng dĩ, chúng ta không những tin chính mình mà tin vào lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta tin vào phúc âm của Chúa là phúc âm có quyền năng. Tôi nhớ có một lần khi tôi giảng ở tại miền Tây, ở trong buổi nhóm tôi thấy có một người phụ nữ, bà đi đến buổi nhóm bằng hai chiếc ghế. Bà không đi được bằng cái chân, bởi vì cái chân của bà dường như là bị thương tật gì đó. Bà đã đến và hết chiếc ghế này đẩy lên, thì bà đẩy chiếc ghế kia thì cái chân bà mới lên được. Và bà đi rất là cực bằng chiếc cái ghế của mình. Tôi nói, ô wow, Chúa ơi, rất là đáng thương cho người phụ nữ này. Và sau đó thì tôi được biết rằng đây là lần đầu tiên bà đến thờ phượng Chúa. Và cảm ơn Chúa, sau khi thờ phượng Chúa xong, ở trong cái bầu không khí, trong sự hiện diện của Thánh Linh, và tôi cảm nhận cái sự sức dầu của Chúa trong buổi nhóm ngày hôm đó. Và sau đó thì họ mời tôi cầu nguyện cho người phụ nữ này. Chưa bao giờ tôi cầu nguyện cho một người như thế này quý vị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày hôm đó ở trong sự đầy dạy Thánh Linh, Chúa làm cho tôi dạng dĩ, Chúa làm cho tôi mạnh mẽ. Và tôi công bố rằng ngay hôm nay cô được chữa lành. Trong danh của Chúa Giê-xu, cô bỏ ghế ra. Cô luôn nắm hai cái ghế. Nhưng ngày hôm đó tôi nói rằng trong danh Chúa Giê-xu, cô bỏ ghế ra và cô đứng dậy. Và ngay lập tức quý vị, quyền năng của Chúa chạm đến cô, và cô bỏ hai cái ghế ra, và cô bắt đầu đi bằng hai chân của mình. Cô đứng thẳng người lên và cô đi lại một cách bình thường. Và tôi nói, wow, cảm ơn Chúa. Trong sự hiện diện của Chúa, trong quyền năng của Thánh Linh, Chúa đã làm một điều rất là kỳ diệu. Và mỗi lần mà tôi trở lại miền Tây để giảng, tôi gặp cô và cô nhìn tôi và cô cười. Cô nói, mục sư nhớ tôi không? Dạ, tôi nhớ cô với hai cái ghế. Cô nói, mục sư nhớ hay quá. Mục sư ơi, mục sư chụp hình với tôi với. Dạ, tôi không bao giờ quên cái kỷ niệm này. Và tôi nói, wow, ở trong tinh lành của Chúa, ở trong sự sức dầu của Chúa, chúng ta có thể làm những điều mà mình không thể làm. Amen. Không phải là tôi quý vị, mà là Chúa Giê-xu Ngài làm điều đó cho người phụ nữ đó.
Và tôi tin rằng bởi sự sức dầu của Chúa trên quý vị, Chúa cũng sẽ làm điều đó cho người khác. Bàn tay này chỉ là bàn tay bình thường thôi quý vị. Nhưng nếu bàn tay này được sức dầu, bàn tay này được đầy dẫy Thánh Linh, thì đặt trên kẻ đau sẽ được lành. Quý vị hãy đưa bàn tay mình lên nào. Bàn tay này bình thường lắm quý vị. Nhưng mà khi Chúa sức dầu trên bàn tay quý vị, hãy mạnh dạn đặt tay. Hãy mạnh dạn nhân danh Chúa đuổi quỷ. Quỷ sẽ ra khỏi. Đó là lời của Chúa hứa. Và tôi mong rằng sứ điệp này giúp cho quý vị vững lòng tin hơn nữa về phúc âm mà chúng ta đang có, về quyền năng mà chúng ta đang có, về sự sức dầu mà Chúa ban cho chúng ta. Tôi không làm được điều đó, nhưng mà chính Chúa làm điều đó. Còn nhiều câu chuyện khác mà tôi không có đủ thời giờ để chia sẻ cho quý vị. Nhưng buổi sáng nay tôi muốn khích lệ tất cả quý vị hãy nhớ rằng sự sức dầu của Chúa trên chúng ta là để giảng tin lành, là để chữa lành cho mọi người. Và bên cạnh đó là sự giải cứu cho người khác. Ở trong Ê-sai 61 nói gì ạ? Để công bố tự do cho kẻ bị bắt giữ và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục. Quý vị, ma quỷ đang bắt giữ và đang cầm buộc rất là nhiều cuộc đời. Nó bắt giữ và cầm buộc những con người ở trong tội lỗi, ở trong quyền lực của sự tối tăm, ở trong ma túy, ở trong cờ bạc. Họ không có lối thoát. Nhưng mà quý vị, quyền năng của phúc âm của Chúa sẽ đem đến sự giải cứu cho họ. Và Chúa Giêsu đã đến để rao giảng tin lành, chữa lành bệnh. Chúng ta thấy ở nơi nào Chúa Giêsu xuất hiện thì nơi đó có sự chữa lành. Amen. Quý vị để không ạ? Ngay cả ở trong đám tang, chỗ đó ngừng không còn giảng đám tang nữa. Vì sao? Người chết được sống lại. Người con trai của thành Na-in, rồi Lazaro, tôi rất tiếc tôi phải đi giảng đám tang. Tôi ước gì tôi không giảng đám tang. Chúa Giêsu không hề giảng đám tang. Ngài có mặt trong tiệc cưới, nhưng mà Ngài không bao giờ giảng đám tang. Bởi vì sao? Ngài xuất hiện ở đâu, người chết sống lại. Ngài xuất hiện ở đâu, người bệnh được lành. Ở trong ngày Sa-bát, Chúa Giêsu làm phép lạ. Ở trong nhà hội, Chúa làm phép lạ. Và ở tại nơi nhà riêng, Ngài cũng làm phép lạ. Chúa Giêsu đến ở đâu, quyền năng của Ngài được phóng thích tại đó. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết, không những quyền năng của Chúa được phóng thích thôi, nhưng mà sự giải cứu cho những người bị áp bức bởi quyền lực của ma quỷ cũng được giải phóng. Khi Chúa Giêsu công bố, hôm nay lời này được ứng nghiệm, chúng ta biết gì xem là ngay sau đó, cái ca đuổi quỷ đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Một người bị quỷ ám tại thành Ca-bê-na-um, ngày hôm đó xuất hiện ở trong buổi nhóm. Và ngay lập tức nó la lên: Chúa ơi, tôi biết Ngài là Đấng Thánh, thế sao Ngài ở đây? Quý vị thấy không ạ? Chúa Giêsu xuất hiện ở đâu thì quỷ nó cũng phải lìa. Và tôi nói một câu vui là Chúa là khắc tinh của ma quỷ. Nơi đâu có Chúa, nơi đó không có ma quỷ. Nơi đâu có Chúa, nơi đó ma quỷ chạy trốn. Và ngay lập tức Chúa nói rằng: Im đi, hãy đi ra khỏi người này. Sáng hôm nay ở lễ một cũng vậy. Đang khi chúng tôi ở trong sự hiện diện của Chúa, đang khi chúng tôi cầu nguyện cho những người bệnh, đang khi chúng tôi cầu nguyện để sự sức dầu tuôn đổ, thì ngay thinh linh có một người bị quỷ nhập xuất ra. Và cảm ơn Chúa, cô ấy đã được chữa lành. Cô ấy đã được giải cứu một cách hoàn toàn. Đó là quyền năng của phúc âm. Ai trong quý vị đã từng sợ ma xin ra lên? Tôi cũng có. Khi còn yếu đuối, khi còn nhỏ, mỗi lần mà buổi tối mà dậy mà nó đi, xin lỗi quý vị, là phải đi toilet, đi vệ sinh, tôi không dám đi. Bởi vì sao? Nhà mình cách cái chỗ vệ sinh nó xa lắm, mà nó tối tối không có dám đi, rất là sợ. Nhưng mà khi tôi gặp Chúa, tôi tin Chúa và tôi được báp têm Thánh Linh, tôi được đổ đầy Thánh Linh, thì kể từ đó cái chữ sợ nó không có ở trong tôi nữa. Tôi nhớ có một lần đang khi nhóm thì quỷ nó xuất ra và chúng tôi nhảy đến để cầu nguyện cho bà ta, thì tôi thấy cái người đó le cái lưỡi ra và nói: tao là ma nè. Lần đầu tôi bị nhát ma quý vị. Nhưng mà cảm ơn Chúa, tôi chấn chỉnh lên liền. Tôi nói liền: ma tao, quỷ tao còn không sợ, sợ gì ma. Và thế là tôi bắt đầu cầu nguyện đuổi cho người đó. Và có những con quỷ rất là lanh, rất là dữ quý vị. Nó nói là: thôi cho tao ra ở ngoài gốc cây đi đi. Tôi nói: không, chỗ đó không phải chỗ của mày. Chỗ của mày là trong địa ngục. Mày đi về chỗ của mày. Cái nó bắt đầu lý luận: thôi cúng cho tao đi.
Và tôi hiểu ra tại sao có nhiều người cúng nó, là bởi vì nó đòi cúng. Mà nếu chúng ta nghe theo lời nó thì chúng ta sẽ mắc lừa. Tôi nói không có cúng, mày đi ra khỏi người này. Không, người này đã từng thuộc về tao. Nó không, người này thuộc về Chúa. Người này đã công xưng đức tin ở trong Chúa rồi, vì vậy mày phải ra khỏi người này. Thôi lấy khăn lau mặt tôi đi. Và nó đủ trò hết quý vị. Tôi nói không có lau mặt, cũng không có cúng, mày đi ra ngay lập tức. Trong danh của Chúa Giêsu, tôi nói rằng mày phải biến ra khỏi cuộc đời của người này. Giống như tôi vừa đuổi quỷ cho cái cô buổi sáng hôm nay. Mày phải đi ra. Nó nói từ từ tôi ra làm dữ vậy. Nó lẻo lự lắm quý vị. Nó ngay lập tức đi ra. Đi đi làm dữ vậy. Và thế là nó xuất ra khỏi người đó. Yeah, chúng ta cảm ơn Chúa vì quyền năng của Chúa và sự giải cứu của Chúa. Khi chúng ta được đầy dạy Thánh Linh thì không phải là sợ ma, mà ma sẽ sợ chúng ta. Anh nói không phải đi, phải quý vị đi, không có sợ ma nữa, ma phải sợ chúng ta. Không ai có thể tin một người nghiện ma túy mà được chữa lành, không quý vị? Người ta nói đừng có tin mấy người nghiện, không ạ? Tôi nghe một câu chuyện tôi rất là đau lòng. Có một người cha, ông cũng là một cái quan chức. Và khi phát hiện con của mình bị nghiện, ông đã giấu con mình ở trong nhà và tìm cách để cai nghiện cho con. Nhưng mà nhiều lần thằng nhỏ nó cũng không thích. Ông rất giận, ông nói: cái gì vậy? Nó là cái gì mà mày không làm được? Vậy làm sao làm chuyện lớn được? Tao là đi Trường Sơn nè, qua vượt qua bao nhiêu Trường Sơn, tao làm được hết mà. Ma túy là cái gì mà mày không qua được? Và thằng nhỏ nói: ba ơi, con cố gắng rồi, con không làm được. Ba ơi, làm ơn cho con thuốc đi, không là con chết. Và cuối cùng ông nói: được rồi, bây giờ tao uống nè, tao sử dụng thuốc nè, coi có hết không? Mày làm ghê. Và thế là ông sử dụng ma túy. Quý vị biết điều gì sẽ ra không ạ? Và sau đó là vợ ông phải nuôi hai người bị nghiện. Ma mà, đúng không quý vị? Ma mà đâu là ma túy mà. Làm sao thoát ra được? Người đâu có thắng được ma. Chỉ có Chúa Giêsu mới thắng được ma. Amen không quý vị? Và đó là lý do tại sao chúng ta có hàng trăm cơ sở trung tâm giải cứu của Cơ Đốc. Mặc dù là chưa được giấy phép, chưa được hợp pháp. Đối với một số nước tiên tiến thì đã được hợp pháp, bởi vì đó là chuyện bình thường. Đây là chuyện mà chỉ có danh của Chúa thôi. Nói nghe có vẻ là khoa học không chứng minh được, nhưng mà ở trong lời của Chúa chứng minh cho chúng ta thấy rằng quyền năng ở trong danh của Chúa mới có thể đuổi tất cả lầu quỷ này. Và cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa chúng ta có cái trung tâm cai nghiện hy vọng. Và cảm ơn Chúa chúng ta có những trung tâm khác và đã để cứu hàng ngàn những thanh niên bị nghiện ngập được thoát ra khỏi ma túy. Nên quý vị ơi, ở trong quyền năng của phúc âm, ở trong quyền năng của sự sức dầu sẽ đem đến cho chúng ta quyền năng để chữa lành và giải cứu những người bị tà ma ức hiếp. Những thói hư tật xấu, cờ bạc nghiện ngập. Và đó là điều mà sứ đồ Phao-lô nói: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Chúa để cứu mọi kẻ tin. Yeah. Ông bà chị em, sự sức dầu đã đến trên Chúa Giêsu và Ngài đã thực hiện sứ mạng này, một chức vụ đầy năng quyền, một đời sống kết quả và đem ảnh hưởng đến cho nhiều cuộc đời cho đến ngày hôm nay. Yeah. Ai trong chúng ta khao khát được sức dầu đó, xin đưa tay lên nào. Quý vị, tôi tin Chúa Ngài đang ở đây với chúng ta sáng hôm nay. Và sự sức dầu đó cũng đang ở trên chúng ta. Cùng một sự sức dầu ở trên Chúa, cùng một sự sức dầu ở trên hội thánh đầu tiên, thì cũng có cùng một sức dầu cho chúng ta ngày hôm nay. Để chúng ta không còn sống một đời sống yếu đuối, buồn chán, mệt mỏi, giữ lễ nữa, mà sẽ trở thành một đời sống mạnh mẽ cho Chúa. Nếu quý vị khao khát được nhận sự sức dầu, sự tái đổ đầy đó, xin quý vị hãy đứng lên. Hãy cúi đầu xuống và nói với Chúa rằng: Chúa, con khao khát nhận được sự đổ đầy của Ngài. Để con không còn sống yếu đuối nữa, để con không còn sống mệt mỏi nữa, để con không còn sống buồn chán tẻ nhạt nữa, nhưng mà con sẽ sống một đời sống đắc thắng cho Chúa của con.